Xin chào bạn, mình là Đặng Trọng Khang, người chia sẻ về phương pháp đầu tư chứng khoán theo luật nhân quả. Mình có thâm niên trải nghiệm thực chiến liên tục hơn 12 năm trên thị trường chứng khoán. Mình đầu tư cổ phiếu từ năm 2006 và đầu tư liên tục cho đến hôm nay. Năm 2014, mình bắt đầu tham gia vào hoạt động chia sẻ các cái kiến thức về đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư. Và với cái mong muốn là mình sẽ giúp các cái anh chị nhà đầu tư là giảm thiểu rủi ro và tạo được cái phương pháp đầu tư sinh lợi đều đặn và an toàn trên thị trường. Mình được các cái anh chị học viên chia sẻ rằng là Khang là có khả năng biến những cái vấn đề phức tạp, rắc rối về đầu tư chứng khoán và khiến chúng trở nên đơn giản và dễ hiểu đối với mọi người, đồng thời rất là dễ dàng áp dụng được trong thực tế. Đến với khóa học này, bạn sẽ nhận được 7 ích lợi về đầu tư chứng khoán. Đầu tiên, bạn sẽ biết được chính xác cái bản chất thực sự của các cái vấn đề rủi ro phát sinh trên thị trường chứng khoán là từ đâu, để từ đó bạn có thể là tối thiểu hóa rủi ro và tạo cho mình những cái thương vụ đầu tư an toàn hơn. Khi đến với chương trình là bạn sẽ biết được đâu là bốn cái phương pháp, bốn cái con đường đầu tư chứng khoán tốt nhất mà bạn nên chọn. Điều này sẽ giúp bạn tránh được rất nhiều các cái rủi ro, rất nhiều cái chi phí, lãng phí về cái công sức cũng như thời gian nghiên cứu, học hỏi và thời gian trả giá trên thị trường chứng khoán. Và Khang sẽ chia sẻ đến với bạn cái chiến lược đầu tư chứng khoán tốt nhất của Khang sau 12 năm nghiên cứu và học hỏi. Và trong toàn bộ cái cuộc đời còn lại của Khang thì Khang cũng sẽ vận dụng cái chiến lược đầu tư thực tế này cho các cái hoạt động đầu tư cá nhân của riêng mình. Vậy điều này có nghĩa rằng khi đến với chương trình thì bạn sẽ chỉ cần dành ra một thời gian ngắn thôi và bạn sẽ sở hữu toàn bộ những cái kiến thức tinh túy nhất của Khang trong 12 năm qua. Bạn sẽ biết được đâu là bốn cái công cụ kiếm tiền hiệu quả nhất mọi thời đại. Là bạn sẽ biết được rằng là tại sao chúng ta ở trong thời đại này, chúng ta nhất định phải am hiểu về kênh đầu tư chứng khoán. Bởi vì đầu tư chứng khoán nó có 7 cái ưu thế rất tuyệt vời mà các kênh đầu tư khác thì rất khó có thể so sánh. Là bạn sẽ nhận được cái quy trình đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của các cái nhà đầu tư chứng khoán thành công thực sự trên thị trường. Đặc biệt thì Khang sẽ chia sẻ với bạn cái cách thức chính xác như thế nào để bạn có thể biết được đâu là giá trị thực của một cổ phiếu, đâu là giá trị thực của một doanh nghiệp. Từ đó bạn có thể tiến đến các cái thương vụ đầu tư an toàn và mang tính hiệu quả cao. Về sự khác biệt thì các cái chương trình đào tạo của Khang thì có 3 điểm khác biệt chính. Thứ nhất, đây là cái chương trình duy nhất mà bạn có thể tìm thấy và chia sẻ với bạn về triết lý nhân quả trong đầu tư chứng khoán. Khác biệt thứ hai là cái tính thực chiến rất cao trong cái hệ thống nội dung kiến thức mà Khang chia sẻ đến với các bạn. Và khác biệt thứ ba là cái hệ thống kiến thức này nó được quy trình hóa các cái bước cụ thể để làm việc. Và Khang quan sát thấy rằng là hầu hết tất cả các anh chị mà làm theo các cái bước này, làm theo các cái quy trình này thì đều đạt được cái kết quả đầu tư tốt trên thị trường chứng khoán. Đó là những gì mà Khang muốn chia sẻ đến các anh chị trong cái video này. Và Khang rất là mong muốn rằng bạn sẽ cho Khang cơ hội để được đồng hành và giúp đỡ bạn trong cái quá trình tìm hiểu và đầu tư trên thị trường chứng khoán. Từ đó có thể giúp bạn biết cách khiến đồng tiền làm việc cho mình và có thể giúp cho bạn tạo được những cái đồng thu nhập thụ động đều đặn hết năm này sang năm khác trong suốt cái phần đời còn lại của bạn từ cái hoạt động đầu tư chứng khoán. Và xin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành
thời gian để xem video này. Và Khang rất là mong muốn gặp lại bạn tại khóa học. Xin cảm ơn.